anh đợi em kiểm tra xong rồi các em đưa tiền. Dạ chị ơi, chị thông cảm, cái này là đơn vị mắc tiền nên là không có được kiểm tra đâu chị. Chị kỳ á, nhận được hàng mà không được kiểm tra cũng như không à. Thôi chị thông cảm chứ em còn nhiều đơn lắm. Bây giờ chị cứ đưa em 400 ngàn trước đi, xong rồi sau đó chị kiểm tra hàng, chị không thích thì chị đổi trả. Dạ chị ơi, nhanh lên chị. Dạ cảm ơn chị. Đúng vậy, 8 triệu đây á. Chị, cái đó là chuyện của bên shop, em chỉ là nhân viên giao hàng thôi à. Nhân viên giao hàng hay là đồng bọn của nhóm người lừa đảo bằng chiêu quay số trúng thưởng? Em nói gì kỳ vậy? Xe của anh đã bị em xả xì lốp rồi, anh có chắc nhanh lính máy cũng không lấy được công an đâu. Ủa sao em biết xả xì xe nó hay quá vậy? Em thấy ổng, ổng mặc áo của nhân viên giao hàng. Với lại hôm bữa em có gọi cho bên hãng nói không có chương trình làm như vậy hết, nhưng em vẫn muốn kẻ lừa đảo nó tới để có bằng chứng báo công an đó chị.